Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé với họa tiết hình ngôi sao biển như thế này. Ở đây mình có phối 3 màu và viền lại phần màu trắng cho cái phần áo của mình nó được nổi hơn. Thì đối với mẫu áo này các bạn cũng có thể phối cho mình với một mẫu quần bikini và ta sẽ phối màu tương tự như cái mẫu áo nha. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim bằng hoặc là lớn hơn sợi len một chút xíu nha. Đây. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần trong của áo trước. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Sau đó móc cho mình vào cái vòng tròn ta vừa tạo đầu tiên này 12 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên này nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Thì ở cái sợi len thừa phía sau nè, khi móc xong các bạn nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào thì cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại. Thì bây giờ mình sẽ móc thêm một vòng móc nữa để cho cái vòng tròn phía trong của mình nó được to hơn và che được cái phần ngực của bé nha. Ở đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép cho cái vòng tròn tiếp theo. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc cho mình vào cái chân móc này 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Size nhỏ hơn thì các bạn cũng có thể sử dụng mũi đơn nha, hoặc là mũi kép đơn cho size lớn hơn. Khi được 2 mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên thì chân thứ hai cũng móc cho mình vào đây 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Mũi nửa kép thứ nhất và mũi nửa kép thứ hai. Thì như vậy là mình vừa móc được 2 chân móc nè, mỗi chân móc ta có 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình 10 chân móc còn lại. Mỗi chân móc cũng tương tự móc cho mình 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở vòng tròn thứ hai nè. Đây là chân móc của mũi nửa kép đầu tiên, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là mình vừa hoàn tất được phần chân bên trong của ngôi sao. Và cái vòng tròn thứ hai nó sẽ gấp đôi số mũi móc của vòng tròn thứ nhất nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái cánh của ngôi sao. Từ cái chân móc mũi dời mà ta móc kết thúc này, các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đây sẽ là chiều dài của cánh ngôi sao nè. Từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc thứ 6 á, móc cho mình vào đây một mũi dời. Sau đó chân móc thứ 5 móc một mũi móc đơn vào đây. Chân móc thứ tư mình sẽ móc mũi nửa kép vào cái chân móc thứ tư. Ba chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất. Kép đơn thứ hai chân móc thứ hai. Và kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba, chân móc cuối cùng. Sau đó để kết thúc cái cánh đầu tiên thì các bạn bỏ qua chân ta móc mũi dời và cái chân kế bên này.
ta sẽ bỏ qua hai chân móc này nè và móc cho mình vào cái chân móc thứ ba, móc vào đây một mũi dời. Thì như vậy là cánh đầu tiên của ngôi sao hình thành. Để tiếp tục cái cánh thứ hai á, thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai chân kế bên này nè, mỗi chân ta sẽ dời một mũi móc vào đây, dời tiếp cho mình một mũi vào cái chân thứ hai. Đây thì tính luôn cả cái mũi dời mà ta kết thúc của cánh thứ nhất và hai cái mũi dời mà mình vừa móc đây, thì ta sẽ được 3 mũi dời liên tiếp với nhau. Thì để tiếp tục được cái cánh thứ hai, các bạn cũng tương tự từ cái chân móc mũi dời thứ ba này, móc cho mình lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Từ 6 chân móc này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 6 một mũi dời. Chân thứ 5 móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 móc một mũi nửa kép. Sau đó ba chân móc còn lại, mỗi chân móc ta cũng tương tự, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Và kép đơn thứ ba cho chân móc cuối cùng. Ta hình thành được cánh thứ hai, nó sẽ có cái mũi nhọn như thế này. Thì để kết thúc được cánh thứ hai này cũng tương tự, các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên. Ta sẽ không tính cái chân móc ta vừa móc mũi dời nha. Bỏ qua hai chân kế bên này nè và móc cho mình vào cái chân móc thứ ba á. Đây, móc vào cái chân móc thứ ba này một mũi dời. Các bạn sẽ không tính cho mình cái chân móc mũi dời mà ta móc lên cái cánh ngôi sao thứ hai nha. Bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba này nè. Móc vào đây một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh thứ hai của ngôi sao nè. Thì để móc được cánh thứ ba của ngôi sao cũng tương tự cho mình như cái khoảng cách giữa hai cái cánh đầu tiên này. Từ cái chân móc mũi dời mà mình kết thúc này, tiếp tục dời cho mình hai chân móc nữa. Đây, dời tiếp vào chân móc thứ hai nè. Sau đó dời tiếp vào chân móc thứ ba. Từ đây móc lên 6 mũi móc xích để tạo ra cánh thứ ba. 1 2 3 4 5 và 6. Cũng tương tự như các cánh vừa rồi, móc lên một mũi móc xích và móc vào chân thứ 6 một mũi dời. Chân thứ 5 móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 móc một mũi nửa kép. Và ba chân còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 1 2 và 3. Khi hoàn tất được cánh thứ 3 thì cũng tương tự, bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên của cái phần chân này. Bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân móc thứ 3 một mũi dời. Tiếp tục dời vào hai chân móc kế tiếp nữa thì ta được 3 mũi dời liên tiếp. Mũi dời thứ hai và mũi dời thứ ba. Từ đây tiếp tục móc lên các cái cánh ngôi sao còn lại, ta sẽ móc hai cánh ngôi sao còn lại cho cái vòng tròn nhỏ này. Cũng tương tự cho mình móc lên 6 mũi móc xích. 2 3 4 5 và 6. Sau đó tiếp tục lên một mũi móc xích. Móc vào chân thứ 6 một mũi dời. Chân thứ 5 móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ 4 móc một mũi nửa kép. Và ba chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình ba chân móc còn lại của cái cánh ngôi sao thứ 4. Sau đó tương tự như các cánh ta vừa móc, bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi dời. Tiếp tục dời qua hai chân kế bên để ta móc tiếp cái cánh còn lại. Móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 và 6. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Móc vào chân thứ 6 một mũi dời.
Lưu ý cho mình là khi móc các cái cánh ngôi sao này, ta sẽ móc chặt tay để cho ngôi sao của mình nó được cứng cáp hơn nha. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng đầu kim nhỏ cũng được. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi tạo được cái cánh ngôi sao cuối cùng thì tiếp tục bỏ qua hai chân kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi dời. Đây, thì lúc này cái cánh ngôi sao cuối cùng và cái cánh đầu tiên này nó cũng sẽ cách nhau là hai mũi móc. Thì hai mũi móc này nó sẽ là cái chân móc cuối cùng nè và cái chân móc của mũi dời ở cái vòng móc thứ hai của cái vòng tròn phía trong á. Chân móc mũi dời này và cái chân kế bên nè, nó sẽ cách nhau là hai chân móc như thế này. Và cái khoảng cách của các ngôi sao lúc này của mình nó sẽ bằng nhau nè, các cánh ngôi sao của mình nó sẽ bằng nhau cái khoảng cách. Từ đây lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì ta vừa hoàn tất được 5 cánh của ngôi sao như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cánh này. Ở đây mình sử dụng màu đen để viền lại viền đầu tiên của cánh ngôi sao. Nên là khi móc các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi móc nha. Vì màu đen thì nó sẽ khó thấy mũi móc nè. Đối với phần viền màu đen này ta sẽ đưa ra phía sau mũi móc. Sau đó ta sẽ bắt đầu viền từ khoảng cách bất kỳ của chính giữa các cánh ngôi sao nè. Đây các bạn sẽ viền vào cái khoảng trống bất kỳ. Ở đây mình sẽ viền vào cái khoảng trống này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta móc mũi dời thứ hai giữa hai cái cánh này nè. Đâm kim vào cái chân móc mà ta móc mũi dời thứ hai á, sau đó kéo cái sợi len màu đen qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào 6 chân móc của cái cánh ngôi sao đầu tiên này nè. 6 chân móc mà ta gây nên 6 mũi móc xích này, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho các chân móc còn lại nè. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Lưu ý khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này nha, để khi ta cắt len thì không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái đỉnh nhọn của cái cánh đầu tiên thì ở đây ta sẽ có cái chân móc của mũi dời. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của mũi dời này một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc á, móc tiếp cho mình vào đây một mũi móc đơn nữa. Tương tự cho các chân móc còn lại nè, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc để ta viền được cái cánh đầu tiên. Lúc này cái cánh của mình nó sẽ nhọn lại như thế này nè. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái khoảng cách giữa hai cánh ngôi sao này, các bạn cũng tương tự đâm kim cho mình vào cái chân móc thứ hai á, chân móc thứ hai mà ta móc mũi dời thứ hai ở chính giữa này nè. Khoảng cách giữa hai cái cánh ngôi sao này nó sẽ cách nhau là 3 mũi dời, thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi dời thứ hai. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi đơn. Đây, ở đây nó có 3 mũi dời nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân mũi dời thứ hai. Móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến 6 chân móc của 6 cái mũi móc xích này nè, để ta viền lại cái cánh thứ hai. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như cái phần đỉnh của cánh ngôi sao thứ nhất, thì cái cánh thứ hai của ngôi sao cũng móc vào chân mũi dời này một mũi móc đơn, sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó một mũi móc đơn nữa. Và tương tự viền lại cái phần còn lại của cái cánh này nè, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi viền được hai bên thân cánh thì tiếp tục móc vào cái chân móc thứ hai á, cái chân móc mũi dời thứ hai của cái khoảng cách này, móc vào chân mũi dời thứ hai một mũi móc đơn.
Ta viền lại được cánh thứ hai của ngôi sao. Thì tiếp tục viền cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi viền được cái cánh của ngôi sao cho đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái mũi đơn mà ta bắt đầu viền á. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo vào cắt len. Thì như vậy là mình đã viền lại được phần viền đầu tiên cho phần ngôi sao nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần thân màu trắng. Thì khác với cái phần viền đầu tiên, phần viền màu đen này, thì đối với phần viền màu trắng các bạn sẽ giống cho mình từ cái chân mũi dời kết thúc của màu đen. Ta đưa lên thì nó sẽ là đỉnh của cánh đầu tiên này. Các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình ở cái phần viền màu trắng từ cái đỉnh này nha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi móc xích mà ta gây nên ở chính giữa này nè. Đâm kim vào đây, sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc của mũi đơn kế bên á. Móc vào đây một mũi móc đơn. Đây là chân móc của mũi đơn kế bên nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc vào các cái chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc ta cũng móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ở cái phần viền màu trắng này khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Để khi cắt len không phải giấu len nhiều nè. Tiếp tục cái chân móc của mũi đơn chính giữa của hai cái cánh ngôi sao này cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã viền lại được hai mặt của hai cánh ngôi sao liên tiếp với nhau, ta được một bên như thế này. Thì bây giờ mình sẽ nối trực tiếp với cái ngôi sao thứ hai cho cái phần áo của mình. Đây, thì ở đây mình có móc sẵn một ngôi sao như thế này. Sợi dây phía trên này nó sẽ cột ở phía trên cổ nè, và sợi dây bên hông sẽ cột ra phía sau. Đây, thì bây giờ mình sẽ nối lại hai bên như thế này. Đây là sợi dây ta xác định để cột vào cái phần cổ của bé nè. Đây thì tiếp tục các bạn sẽ nối cho mình vào cái đầu bên này. Từ cái chân móc của cái cánh mà ta đang móc, móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim vào cái chân móc xích của cái phần đỉnh cánh ngôi sao bên này nè. Đây, cái chân móc xích này sẽ móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Đưa cho mình cái phần ngôi sao này lên phía trên của sợi len nè. Thì lúc này cái sợi dây móc của mình nó nằm ở bên dưới. Các bạn tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc của mũi móc xích mà ta gây nên á, và móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó tiếp tục móc một mũi dời nữa vào chân móc của cái mũi móc đơn mà ta kết thúc ở đây. Móc vào đây tiếp cho mình một mũi dời. Để tiếp tục viền lại cái phần cánh này, các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc mà ta vừa móc mũi móc đơn á, móc đơn cuối cùng này nè, móc tiếp vào đây cho mình một mũi móc đơn nữa. Sau đó sẽ tiến hành viền lại các cái đường viền này, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì lúc này hai bên ngôi sao của mình nó sẽ được nối lại với nhau như thế này. Đây, nối lại với nhau ở điểm chính giữa của các cái cánh ngôi sao nè. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần viền còn lại của cái ngôi sao này. Ta sẽ tiến hành viền lại cho đến chân móc cuối cùng nha. Tương tự cho cái phần viền màu đen nè, thì ở đây mình có cái mũi móc xích này, các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái chân của mũi móc xích này một mũi móc đơn nữa. Và viền tương tự cho các chân móc còn lại. Sợi len thừa cũng giấu vào trong mũi móc nha.
Viền lại tương tự cho mình cho đến chân móc đầu tiên mà ta viền màu trắng nè. Sau khi đã viền lại được toàn bộ cánh của ngôi sao thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi đơn màu trắng này nè. Chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Thì để cho cái phần thân áo của mình nó không có chừa ra các cái sợi len thừa nhiều thì từ đây các bạn móc lên cho mình một dây móc xích. Tương tự như cái phần ngôi sao mà ta móc ở bên này nè, móc cho mình một sợi dây móc xích để mình có thể cài ra phía phần cổ của bé. 1 2 3 4 5 Khi đã hoàn tất được sợi dây thì hai cái sợi dây ở đỉnh của cánh ngôi sao hai bên này nè, nó sẽ là cái phần mà mình cài ở bên cổ. Đây, cài lại bên cổ như thế này điều chỉnh. Đối với hai sợi dây cột để mình cột ra phía sau lưng á, thì ở đây mình có móc sẵn một sợi dây như thế này. Và sợi dây này nó sẽ nằm ở phía bên cánh của ngôi sao còn lại nha. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần dây này. Tạo cho mình một vòng tròn. Thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài nè. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ bắt đầu móc ở cái đỉnh của cánh này. Đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi móc xích nè. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Đối với cái sợi len thừa phía sau này nè, các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim nhỏ để mình giấu sợi len thừa này vào phía trong các cái mũi móc màu trắng này nè. Giấu vào trong mũi móc màu trắng. Từ đây móc lên một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích mà ta móc bên hông này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau khi móc xong được chiều dài của sợi dây thì như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu áo bikini hình ngôi sao biển như thế này. Thì hai sợi dây ở hai cái đỉnh của cánh ngôi sao này nó sẽ cột vào cái phần cổ nè. Và hai cái dây còn lại nó sẽ cột ra phía sau nha. Các bạn sẽ phối thêm cho mình với một mẫu quần bikini như thế này. Thì cái mẫu quần này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Thì đối với mẫu bikini này, các bạn cũng có thể sử dụng cho bé chụp hình để tạo album kỷ niệm, hoặc là có thể dùng cho bé đi tắm biển cũng được nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini hình ngôi sao biển như thế này. Chúc các bạn thành công!